Khăn ướt mini là sản phẩm cao cấp của công ty giấy Milan, lần đầu tiên xuất hiện tại thị trường Việt Nam với thiết kế sáng tạo, độc đáo, màu sắc đa dạng, mang hình chú gấu trúc đáng yêu. Được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của Nhật Bản trong môi trường vô trùng nên tuyệt đối an toàn cho người sử dụng. Chất liệu bằng vải không dệt cao cấp, sử dụng nước tinh khiết đạt 99,9%, được xử lý bằng công nghệ EDI qua quy trình tiệt trùng 6 bước theo tiêu chuẩn châu Âu, cộng thêm công nghệ kháng khuẩn bằng nano bạc giúp tăng cường khả năng chống nấm mốc hiệu quả. Sản phẩm bổ sung thêm tinh chất lô hội tự nhiên dưỡng ẩm da, giúp cho da mềm mịn ngay sau khi làm sạch. Khăn ướt mini là sản phẩm chăm sóc sức khỏe cho mọi người, kể cả trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Được viện da liễu khuyên dùng, không có hóa chất độc hại, không chất bảo quản và không mùi. Phù hợp với nhiều mục đích làm sạch khác nhau như tẩy trang, ăn uống, khi tập thể thao hay đi du lịch.